Auto 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn trên màn ảnh, quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 5 chỗ. Đó là chính là chiếc xe Mazda CX-5 ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc SUV Mazda CX-5 nó có hai phiên bản quý vị và các bạn nhé. Thứ nhất là phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5. Rồi nó có cả phiên bản số tự động 1 cầu hoặc là 2 cầu. Thì thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe Mazda CX-5 này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, đăng ký năm 2018 và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi. Chiếc xe này là cái phiên bản CX-5 2.5, động cơ 2.5 lít, số tự động 2 cầu, full option rồi. Và thì sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần, trước tiên là xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe đã. Đầu tiên thì quý vị và các bạn xem đây ạ, đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe đây ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led này, đèn gầm này, đèn led thì rất là đẹp. Đây là cái phần đèn pha bi xenon này, đèn led này, có cả đèn led từ bên trên này và đèn led ở bên dưới này, đèn dưới này cũng là đèn led đây quý vị và bạn ạ. Tôi quay tại lúc này thì là trời nó rất là nắng cho nên là không nhìn không rõ cái đèn led này, có bật lên thì nhìn nó cũng không rõ đâu, nhưng mà đi buổi chiều trời nó râm mát hoặc là buổi tối thì nhìn cái đèn led này nó rất là đẹp đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn xem đây ạ, cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe rất là đẹp ạ. Tại vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi và được sản xuất năm 2018, đăng ký năm 2018 ạ. Tất cả về những cái option này, từ gương gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này, cửa nóc này, đầy đủ hết cả rồi. Option thì tương đối là nhiều, cái phiên bản 2.5 2 cầu này là nó đầy đủ hết rồi quý vị các bạn nhé. Không thiếu một cái gì cả, từ khóa thông minh, đè nổ, start stop, loa bâu. Đây là cái phần ngoại thất. Đầu tiên thì quý vị các bạn cứ đi xem về cái phần ngoại thất đã. Đây là nước sơn đã này, màu trắng rất là đẹp ạ. Phải nói là cái màu trắng này nó rất là khó giữ vì nó rất là bẩn ạ. Nếu như mà đi mà không giữ gìn là nó sẽ bẩn ngay, và bẩn đi là phải đánh bóng nó mới sạch. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về cho nên là chúng tôi còn vừa mới rửa qua đi thôi, rửa còn vội vàng rồi tôi chạy đến đây là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Bên rửa xe còn đánh cái lốp còn không sạch đây ạ. Đấy, tôi cứ quay trước đã rồi tôi sẽ dọn dẹp rửa ráy sau, vừa mới rửa hút bụi thôi nhưng mà rửa rất là vội vàng. Và quý vị các bạn thấy đây ạ, khóa thông minh đèn nổ và có bấm tay mở cửa đây ạ, bấm cả ở bên lái và bên phụ ạ. Đấy, đây là cái phần khóa thông minh nhá. Chủ xe đã ốp thêm về cái phần ốp inox này cho cái bốn tay mở cửa, đều đã có ốp inox rồi. Đấy, cả bốn tay này rất là đẹp, cái dàn lốp còn nguyên bản đấy ạ. Đây thưa với quý vị và bạn, dàn lốp 2018 đấy ạ, dàn lốp còn nguyên hết đấy ạ, còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái phần ba đời sốc sau của xe. Và thưa với quý vị và bạn, đây là cái phiên bản CX-5 AVKD nhá. AVKD tức là số tự động 2 cầu đấy ạ. Và là cái phiên bản 2.5, tức là động cơ 2.5 lít đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần ốp bô đằng sau đấy ạ, bô đôi. Đấy. Ốp giả bô đôi đấy ạ, chứ còn về chiếc xe này để tôi kiểm tra lại xem có đúng là bô đôi không. Đây ạ, đúng là bô đôi thật luôn quý vị các bạn ạ. Bô đôi luôn đấy ạ. Và chủ xe đã lắp thêm cái phần ốp đây. Nguyên bản nó đã là có bô đôi rồi. Đấy. Và lắp thêm cái phần ốp này nhìn nó rất là thể thao. Và cái cụm đèn hậu đây thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Cụm đèn hậu rất là đẹp luôn. Đấy, vì là chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 2 vạn thôi. Và từ năm 2018 đến bây giờ. Rất là đẹp. Đấy, rất là mới ạ. Bên ngoài là không có xước sát gì đâu ạ. Nước sơn rất là đẹp đấy ạ. Xe cũng đã trang bị sẵn là camera lùi rồi. Đầu DVD camera lùi này. Nước sơn này rất là đẹp này. Đây là cái phần ngoại thất thì rất là đẹp luôn. Cửa nóc đây ạ. Đầy đủ hết cả cửa nóc ạ.
đăng kiểm thì rất là dài, đến tháng 2 năm 2022 mới hết cơ. Chiếc xe đã được trang bị cả bậc cửa đây rồi đấy ạ. Đã có cả bậc cửa rồi. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Tôi sẽ giới thiệu về cái phần thứ nhất là về phần chất lượng, sau đó là kèm theo là tôi sẽ giới thiệu về cái option cho quý vị và các bạn xem luôn. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải đi tìm hiểu qua về cái phần đâm đụng va chạm đã. Đi mua xe cũ là chúng tôi cũng phải đi kiểm tra thế ạ. Trước tiên là cứ phải keo chỉ đã. Đây, keo chỉ vẫn còn nguyên đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Táp bi cửa này, đắp bi cửa cũng còn rất là đẹp. Đây, cụm điều chỉnh này, lên xuống kính này, gập gương này, gương chiếu hậu gập điện này. Và thưa với quý vị và các bạn đây, chủ xe còn chưa bóc cái ni lông này ra cơ ạ. Đây, không biết là tôi không biết là cái ni lông này lúc mua xe nó có sẵn hay là về chủ xe dán thêm vào thì tôi không biết, nhưng mà nó vẫn đang còn cái ni lông ở cái táp bi cửa đây ạ. Đấy, đây là cái phần táp bi cửa nhé. Và loa bâu đây ạ. Loa bâu đấy, xe đã có loa bâu. Cái loa này đi nghe thì cực là hay đấy quý vị các bạn ạ. Ốc cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết. Và bậc cửa thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã lắp thêm, dán thêm cả cái bậc inox này vào đây để chống xước đây. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận ạ. Đấy, và xe cũng đã được trang bị là ghế da, nội thất da này, ghế chỉnh điện này. Đây là cái ghế chỉnh điện này, nhớ ghế hai vị trí ạ. Đấy, tuy là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì là nó hơi bẩn một chút đây quý vị các bạn nhé, chỉ có bẩn thôi này. Và cái phần lót sàn này thì chủ xe cũng đã làm lên cái bộ lót sàn 3D rất là đẹp. Đấy là bộ lót sàn 3D. Và option của xe đây thì quý vị các bạn thấy đây ạ, vô lăng này bọc da này. Đấy, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển lên vô lăng này, cruise control này. Đấy, và có cả cảnh báo áp suất lốp luôn. Đấy, về cái phiên bản này thì nó đầy đủ hết rồi, không thiếu cái gì cơ quý vị các bạn ạ. Cửa nóc này, cái bản nội thất rất là đẹp. Ở cái phân khúc này thì nó rất là đắt tiền, cho nên là chủ xe nào đi cũng giữ gìn ạ. Nó không như những cái xe phân khúc hạng A, hạng B. Đây là cái phân khúc SUV rồi, nhiều tiền rồi, cho nên là phần lớn là chủ xe đi là đều giữ gìn ạ. Và đã có cả các chế độ đi đây ạ. Đây là các chế độ đi này, phanh tay điện tử này. Đấy, đó là nhiều option rồi. Đây là cái phần đằng trước. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết tất cả là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là ngập nước gì đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, tất cả còn nguyên này. Táp bi cửa này, từ cái bậc cửa này bước vào đã thấy luôn là chủ xe rất là cẩn thận ạ. Dẫm vào đây là nó sẽ bị xước, cho nên là chủ xe phải dán thêm cái phần bậc inox này. Và lót sàn đây, thảm lót sàn 3D này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn đấy ạ, rất là mới. Và cái phiên bản này thì cũng đã được trang bị đầy đủ hết này, túi khí là quanh xe rồi này, cửa nóc này, đây là cái phần cửa nóc của chiếc xe. Đấy, tôi bật cái khóa điện này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Khóa thông minh, đây là cái nút start top này. Đấy, khóa thông minh start top này, đồng hồ này, đồng hồ chạy 2.2 km rồi. Tôi cho bé xuống để cho quý chúng ta cùng nghe này. Cruise control này, đây là cái phần cruise control của xe này, điều khiển các phím điều khiển trên vô lăng này, đầu DVD, màn hình, camera lùi đầy đủ rồi, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, bên dưới này có các khe cắm USB để nghe nhạc này, các chế độ lái này, bảng điều khiển này, phanh tay điện tử này, táp lô này, táp bi này, đều rất là đẹp luôn đấy. Phải nói là quá tuyệt vời cho một chiếc xe CX-5 2018 ạ. Đấy, và đây là cái phần cửa nóc nhé. Tôi bật cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đây là tôi mở cái cửa nóc ra này. Đấy, cửa nóc là hoạt động rất là tốt này. Đấy, và kéo lại này, hoặc mở ra này cho nó thoáng này. Đấy,
cửa nóc hoạt động cũng rất là tốt luôn. Option thì bản 2.5 số tự động 2 cầu này thì là nó đầy đủ hết rồi, không như bản 2.0 ạ. Bản 2.0 thì nó còn thiếu rất là nhiều đồ. Đầu DVD, loa Bose đầy đủ hết. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Cốp sau này, từ cái ốc cốp này còn nguyên bản này. Đấy, những cái phần nhựa này cũng đều rất là mới này. Từ 2018 đến bây giờ thì còn rất là đẹp này. Keo chỉ của cái cốp sau này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì đâu. Đây là cái phần sau này, nhìn từ những cái giá chắn đồ này cũng còn nguyên hết này. Đấy. Trần rất là sạch sẽ này. Trần sau rất là sạch sẽ. Cái phần cốp sau này chủ xe cũng cẩn thận này. Đã mua thêm một cái tấm lót nhựa thêm này này. Để cho bảo vệ cái nỉ này. Cho nên cái nỉ này nó còn rất là mới đấy ạ. Đấy, nó có cái tấm nhựa này cho nên rất là mới này. Lớp sơ cua này. Đấy, lớp sơ cua thì gần như những cái sơ cua mà có la răng, nó là răng sắt không giống la răng đúc ấy, thì là gần như là chưa dùng đến ạ. Đây, những cái này là bẩn thôi nhá. Bẩn đây này. Tôi lau đi qua mà nó còn đã hết rồi cơ. Đấy, bẩn thôi. Chứ còn rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới ạ. Đây, cái phần nhựa, phần trần này. Chưa đánh dọn gì mà nó đẹp như thế này đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Và ở cái phiên bản 2.5 này thì quý vị các bạn đây ạ, coi nhìn nó hơi khó một chút ạ. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu đây. 7,4 lít cho 100 km kết hợp và 10,3 lít trong đô thị. Còn ngoài đô thị chỉ có 5,7 lít thôi. Riêng về Mazda thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn đấy ạ. Phiên bản 2.5. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cái táp bi cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cho đến táp bi này. Rất là đẹp luôn. Ốc bản lề này cũng còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Máy móc nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nữa đâu. Nội thất thì rất là đẹp ạ. Đây là cái hàng ghế phía sau này này. Rất là ít người ngồi cho nên nó còn rất đẹp đây nhé. Dây an toàn này. Nội thất da rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta mở cái cánh cửa trước bên phụ ra. Táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Cũng giống như bốn cái táp bi kia thôi, ba cái táp bi kia thôi. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, táp bi rất là mới luôn. Loa Bose. Đấy, phiên bản này là có loa Bose quý vị bạn nhé. Nó khác với phiên bản 2.0. Và cái phần ghế bên phụ này cũng là ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn ạ. Hai ghế điện, hai ghế đằng trước này là hai ghế điện này. Nội thất rất là đẹp, rất là mới. Mặc dù là chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh rửa gì đâu. Đấy, mua về là chúng tôi đem ra đây rồi. Tôi quay trước đã. Vì sát Tết rồi. Từ nay đến Tết chắc là chỉ còn độ tuần bán hàng nữa thôi. Đúng là thời gian là còn khoảng 2 tuần nữa. Nhưng mà chắc là chúng tôi bán hàng chỉ còn được khoảng tuần nữa thôi ạ. Vì là những cái ngày sát Tết thì là mọi người sẽ dành thời gian để mua sắm đồ cho gia đình. Chứ lúc đấy chắc là không còn ai đi mua xe nữa. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam luôn. Made in Việt Nam ấy. Và năm sản xuất là 2018 đây ạ. Đấy, năm sản xuất 2018. Phiên bản này Mazda CX-5 25G đây, tức là 2.5 đấy. Về cái phần nội thất và ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 2018 này là một cái khối động cơ xăng. Động cơ 2.5 lít phiên bản 2.5 cho nên là cái động cơ 2.5 lít. Và thưa với quý vị và các bạn đây ạ, chiếc xe này thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Đây còn bẩn nguyên đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, nó còn bẩn nguyên. Mua như thế nào là tôi đang quay luôn như thế vậy đấy ạ. Chưa có lau dọn dẹp gì cho nên nó rất là bẩn. Bẩn nhưng mà nó rất là chất đấy quý vị các bạn ạ. Nó rất là sạch sẽ đẹp đẽ đây này. Nó bẩn là so với những chiếc xe chưa dọn thôi. Chứ còn là nếu như nó còn sạch chán so với những chiếc xe khác chưa dọn ạ. Đấy, nó bẩn là so với những chiếc xe đã dọn rồi. Còn là nó sạch chán so với những chiếc xe chưa dọn ạ. Đấy. Đây tôi mở cái nắp máy cho quý vị các bạn xem nhé. Đấy. Nó chỉ bẩn thôi quý vị bạn nhé.
đi bụi bẩn vào đây thôi. Chứ nếu như bây giờ mà rửa sạch sẽ đi nó đẹp này. Cơ bản là cho quý vị các bạn xem này này. Ốc nó còn nguyên bản hết đây này. Ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này. Đây là cái ốc chân máy này quý vị các bạn nhé. Đây, những cái ốc to này, ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết ạ. Đây, từ những cái thiết bị chi tiết của cái xe này nó còn nguyên hết ạ, tất cả còn nguyên hết ạ. Còn nguyên và còn rất là đẹp ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Riêng về cái động cơ này thì quý vị và các bạn yên tâm ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước, chưa có làm lại gì đâu ạ. Đây là cái phần ốc cabo đây, quý vị các bạn cùng xem này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản hết này. Đấy, chân ốc chân cabo này nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản hết cho nên thấy là không đâm đụng, không gặp nước gì. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này. Vậy nếu quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2018 thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Mazda CX-5 2.5 số tự động 2 cầu 2018 này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 795 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm những chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ nhé. Số hotline tôi để ở bên góc màn hình đấy, bên góc bên tay phải phía dưới của màn hình quý vị và các bạn đang xem đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.